Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thí điểm bảo hiểm hưu trí bổ sung từ năm 2013 để đảm bảo cuộc sống người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu. Việc sơ cấp cứu trong 15 phút sau khi xảy ra tai nạn có ý nghĩa quyết định đối với nạn nhân tai nạn giao thông. Tuy nhiên, hệ thống trạm cấp cứu trên các tuyến quốc lộ đang hoạt động kém hiệu quả. Cùng phóng viên VTC14 đi cùng đoàn kiểm tra đột xuất tại các trạm chiết nạp ga để thấy được đâu là nguyên nhân của những vụ cháy nổ như tại Bắc Ninh vừa qua. Trong phần tin quốc tế, Nhật tung chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc khi chúng đi vào không phận phía trên nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Mô hình nhà có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau phù hợp với những điều kiện thời tiết và thậm chí là thiên văn học khác nhau. Sau những ngày không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm sâu, nhiều nơi dưới ngưỡng rét hại 13 độ, thì ngày hôm nay nền nhiệt đã bắt đầu tăng nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tiết trời sẽ ấm dần lên cho đến giữa tuần sau. Như sau, khu vực Bắc Bộ vẫn nằm trọn trong khối không khí lạnh khiến trời nhiều mây và có mưa rải rác, nên người dân vẫn cảm thấy rét buốt trong ngày hôm nay. Hiện tượng này sẽ giảm dần khi từ ngày mai, áp cao lạnh sẽ dần suy yếu, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ sẽ tăng dần. Vào những ngày cuối tuần, trời còn xuất hiện nắng ấm vào buổi trưa. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 25-27 độ, thuận lợi cho các sinh hoạt đời thường của người dân trong những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, vào sáng sớm, sương mù sẽ diễn ra ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông. Đến khoảng ngày 18 tháng 12, các khu vực trên mới có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, sau còn được bổ sung thêm cho ngày 21-22 tháng 12. Trao đổi với kênh VTC14, ông Lê Thanh Hải cho biết đây có thể là đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay. Các nông lâm trường toàn quốc đang thụ hưởng gần 7 triệu hecta đất, trong khi hiệu quả kinh tế xã hội lại rất thấp, nhất là đối với các lâm trường. Đây là một nghịch lý đã tồn tại từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả. Nhiều ý kiến cho rằng cần có biện pháp cải tổ mạnh mẽ hơn trong công tác quản lý đất trong các nông lâm trường. Tại hội thảo bàn về quản lý sử dụng đất đai trong các nông lâm trường diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng việc rà soát sắp xếp đổi mới nông lâm trường còn chậm, hiệu quả sử dụng đất của các nông lâm trường chưa cao, việc giao khoán đất cho người lao động trong các nông lâm trường đang có nhiều bất cập. Vì thế cần có đánh giá một cách toàn diện về thực trạng quản lý sử dụng đất đai, xác định rõ những khó khăn vướng mắc, từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới. Cả nước hiện có 664 nông lâm trường và ban quản lý rừng. Tổng diện tích đất của các nông lâm trường cả nước đang quản lý và sử dụng là 7 triệu hecta. Theo báo cáo kết quả kiểm kê tình hình sử dụng đất, có 185 nông lâm trường bị lấn chiếm đất đai và 54 nông lâm trường đang có tranh chấp đất đai. Cho đến nay, các trường hợp vi phạm tranh chấp đất đai tại các nông lâm trường vẫn chưa được giải quyết. Hà Nội sẽ mở đợt điều tra xã hội học về năng lực, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuộc 5 sở quan trọng liên quan nhiều đến dự án đầu tư, đến người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là những cơ quan mà nhận được dư luận tiêu cực của một bộ phận doanh nghiệp và người dân trong thời gian vừa qua. Theo đó, đợt điều tra xã hội học sẽ áp dụng phương pháp lấy phiếu thăm dò ý kiến và đánh giá của 1.000 doanh nghiệp, cán bộ chủ chốt thuộc 5 sở là Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng. Trong phiếu đánh giá sẽ gồm 4 câu hỏi về thái độ, trách nhiệm, năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, mối quan hệ công việc liên thông giữa cấp quận, huyện với cấp sở. Cuộc khảo sát nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Cuộc điều tra sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2013. Dựa vào kết quả điều tra sẽ được Thành ủy Hà Nội gửi cho Ban chỉ đạo thành phố để từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục của từng sở. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ ngày 1 tháng 6 năm 2013 sẽ thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung ở một số doanh nghiệp có nhu cầu, thực hiện trong vòng 3-5 năm. Sau đó sẽ hoàn thiện dần chính sách và mở rộng phạm vi áp dụng đối với các loại hình kinh doanh nghiệp khác. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là quỹ do các doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện đóng góp thêm ngoài tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Lợi nhuận từ việc kinh doanh sẽ được chia cho người lao động lúc về hưu.
Như vậy, cùng với lương hưu cơ bản, người lao động sẽ có thêm một khoản tiền để đảm bảo cuộc sống. Đây là loại hình bảo hiểm đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới, nhưng ở Việt Nam còn khá mới mẻ và chưa được áp dụng rộng rãi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc áp dụng loại hình bảo hiểm này là cần thiết bởi những năm gần đây, tuổi thọ của người Việt Nam tuy tăng lên, song do điều kiện làm việc độc hại nên khi đến tuổi nghỉ hưu, sức khỏe người lao động suy giảm, ốm đau nhiều, thêm vào đó là giá cả liên tục tăng cao. Mức hưu cơ bản khó có thể đáp ứng cuộc sống cho người hưu trí. Do vậy, bảo hiểm hưu trí bổ sung chính là nguồn để đảm bảo cuộc sống người lao động, giúp họ có cuộc sống an nhàn lúc tuổi già. Theo Bộ Tài chính, theo dõi qua 2 năm gần đây, việc lấy giá dầu thô WTI theo công bố của The Platts Singapore để điều hành thuế là không sát thực tế vì tại nhiều thời điểm khác nhau, giá nhiên liệu này tăng giảm không tỷ lệ thuận với giá của từng mặt hàng xăng, dầu hỏa, mazut và diesel. Do đó, Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa khung thuế xuất nhập khẩu xăng dầu. Theo đó, barem thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu sẽ được nâng lên mức tối đa là 40% và tối thiểu là 7% để thay thế cho barem cũ, 20-30% với xăng, dầu hỏa, nhiên liệu bay, mức 15-20% với dầu diesel, mazut. Căn cứ tính giá là giá nhập khẩu bình quân 30 ngày theo tờ Platts Singapore của từng mặt hàng và lấy xăng A92 là giá cơ sở để xây dựng barem thuế mới, tần suất điều chỉnh mức thuế nhập khẩu tối thiểu là 10 ngày dương lịch. Bộ Tài chính cũng khẳng định mức giá sau thuế sẽ không cao hơn bình quân khu vực nhưng cũng không quá thấp để hạn chế phát sinh buôn lậu. Hiện việc điều hành thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu thời gian qua chưa thực hiện như barem thuế. Mức thuế nhập khẩu luôn ở mức thấp hơn so với barem, dao động từ 5-12%. Sau vụ nổ ga tại khu công nghiệp Khai Sơn, Bắc Ninh khiến 47 người bị thương, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội đã thực hiện ngay kế hoạch kiểm tra đột xuất tại các trạm chiết nạp ga trên toàn thành phố. Những tưởng, động thái được cho là kịp thời này có thể đem lại sự an tâm cho người dân thủ đô. Tuy nhiên thực tế chúng lại đang mang nặng tính hình thức. Mời quý vị và các bạn cùng với nhóm phóng viên VTC14 tìm hiểu lực lượng chức năng đã kiểm tra như thế nào ngay trong ngày đầu thực hiện kế hoạch. Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Gia Định thuộc khu công nghiệp Quất Động là đơn vị kinh doanh đầu tiên được tiến hành kiểm tra. 10 giờ sáng, công việc kiểm tra mới được bắt đầu. Những tài liệu hồ sơ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy của một đơn vị trọng điểm phải lên tới hàng nghìn trang. Nhưng chỉ có một cán bộ duy nhất. Cũng trong buổi sáng, hai cán bộ phòng cháy chữa cháy tiến hành kiểm tra thực tế. Hàng chục xe bồn ra vào công ty, nhưng đây là lái xe duy nhất được kiểm tra về quy trình chuyển ga và bồn chứa. Chỉ có điều, trước khi trả lời, lái xe phải đợi hướng dẫn của lãnh đạo công ty. Bình chữa cháy được quy định để ở nơi dễ thấy và dễ lấy. Trong trường hợp này, nó lại đang làm khó người sử dụng. Nhưng lại không thấy bất kỳ ý kiến nào từ lực lượng chức năng. Công ty có tới gần 100 cán bộ nhân viên, nhưng lại không có lấy một công nhân nào được kiểm tra kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Không ngạc nhiên khi có sự mâu thuẫn giữa câu trả lời của công nhân và lãnh đạo công ty. Có lúc một năm là được đào tạo về cái nghiệp vụ chữa cháy là tại công ty. Ví dụ như hiện bây giờ là thì hàng tuần thì công ty có tổ chức cho cán bộ nhân viên là ở nhà máy là huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy. 13.000 mét vuông nhà xưởng với những nơi đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ như nơi nạp ga, khu vực san chiết, nhưng chỉ được kiểm tra theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Trong khi đó, nhiều nội dung quan trọng mà Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đặt ra lại không được thực hiện. Đặc biệt ở đây phải kiểm tra được cái khả năng ứng xử và xử lý tình huống khi xảy ra cháy của cái đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và cán bộ nhân viên làm việc trong cái trạm này. Rõ ràng, giữa chỉ đạo và việc kiểm tra thực tế là một khoảng cách quá xa. Với con số 13, Hà Nội không có quá nhiều các cơ sở san chiết nạp ga. Trong khi đó, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thì có tới hàng trăm cán bộ kiểm tra. Hai cán bộ của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã thực hiện việc kiểm tra tổng thể trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ. Và đây cũng là cách làm phổ biến về việc kiểm tra đột xuất tại các cơ sở trọng điểm về khí dầu mỏ hóa lỏng. Sau vụ nổ ga tại Bắc Ninh khiến cho 47 người bị thương, thì cách làm này khó mà có thể làm yên lòng
người dân về an toàn phòng cháy tại các cơ sở trọng điểm. Thưa quý vị, trước thực trạng suy giảm nghiêm trọng về số lượng đàn voi Tây Nguyên, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành nghị quyết về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi trên địa bàn. Theo đó, nếu nuôi voi sinh được con, người chủ sẽ được hỗ trợ tiền mặt lên tới hàng trăm triệu đồng. Nghị quyết này cũng quy định chính sách hỗ trợ cho chủ voi trong mùa voi động dục giao phối là từ 15 đến 18 triệu đồng. Voi cái mang thai, sinh sản và nuôi con thì chủ voi được hỗ trợ 414 triệu đồng cho suốt quá trình voi mang thai, sinh sản và chăm sóc voi nhỏ. Các nài voi cũng được hỗ trợ từ 6 triệu đồng đối với nài voi đực, đặc biệt đối với nài voi cái số tiền hỗ trợ lên đến 168 triệu đồng vì thời gian mang thai và sinh đẻ của voi cái kéo dài 28 tháng. Bên cạnh đó, để hạn chế bệnh tật và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của voi, cơ quan chuyên môn sẽ tổ chức khám chữa bệnh miễn phí định kỳ cho voi nhà mỗi năm một lần. Sau khi thành lập Tổ bảo vệ voi hoang dã, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm hỗ trợ 20 triệu đồng một tổ một năm, mua sắm trang thiết bị để đuổi voi hoang dã về rừng. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk còn 51 con voi nhà, trong đó ở huyện Buôn Đôn có 30 con, huyện Lắk 21 con. Trong số voi nhà còn lại thì có một nửa trong độ tuổi sinh sản. Số voi này thuộc sở hữu của các công ty du lịch và người dân. Trước thông tin về một số loại hoa quả như chuối, đu đủ bày bán ở Hà Nội bị phun thuốc F9, trao đổi với phóng viên VTC 14 trong chiều nay, ông Nguyễn Hồng Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội thừa nhận có hiện tượng này, song đến nay vẫn chưa xác định được loại hóa chất đó là gì. Theo ông Nguyễn Hồng Anh, thời gian gần đây, Chi cục đã phát hiện nhiều vụ dùng hóa chất phun tẩm cho chuối và đu đủ chín đẹp, nhưng đó là những hóa chất không tên tuổi, mặc dù đã đem đi xét nghiệm song vẫn chưa xác định được là chất gì, mức độ độc hại đến đâu. Do đó, người dân nên cẩn trọng khi chọn mua hoa quả, đặc biệt là chuối và đu đủ có màu chín đẹp mắt. Hà Nội hiện đang thí điểm hình thành thương hiệu chuối và đu đủ an toàn được giấm bằng cách truyền thống là cho vào chung, sau đó thắp hương làm chín. Những loại quả này sẽ được dán đai niêm phong theo thiết kế. Theo tìm hiểu của phóng viên, loại hóa chất được nhiều người bán hàng dùng để ủ cho hoa quả màu chín là sản phẩm có bao bì in chữ Trung Quốc, nhưng không in các thông tin cần thiết bằng tiếng Việt, được bán với giá khoảng 1.000 đồng một lọ. Ngày hôm nay tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã ký kết Hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiệp định sửa đổi gồm hai điều bổ sung sửa đổi theo hướng không hạn chế về thời hạn hiệu lực của Hiệp định năm 2003 trong việc thiết lập đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như các quy định về một số vấn đề về miễn thuế, hải quan, giá vé và lệ phí. Hiệp định này sẽ có hiệu lực tạm thời từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 và có hiệu lực chính thức khi hoàn tất việc trao đổi công hàm ngoại giao giữa các bên, xác nhận rằng mỗi bên đã hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết cho việc hiệu lực của Hiệp định. Việc ký kết sửa đổi hiệp định lần này không chỉ tạo cơ sở pháp lý mà còn có thêm nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hãng hàng không quốc gia Việt Nam đang nghiên cứu mở đường bay thẳng đến Hoa Kỳ. Trước nhu cầu lớn về vé tàu Tết, hiện ga Sài Gòn và ga Hà Nội đang triển khai nhiều hình thức mua vé nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn khoảng gần 30.000 vé tàu Tết Sài Gòn Hà Nội chưa được bán. Tại ga Hà Nội, tình hình bán vé tàu Tết diễn ra khá bình thường, lượng khách mua vé ít. Theo bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội, hiện ga mới bán được hơn 2.000 vé trên tổng số 9.100 chỗ chiều Sài Gòn-Hà Nội trước Tết. Trong khi đó, tình hình bán vé tại ga Sài Gòn nhộn nhịp hơn rất nhiều. Tính đến cuối giờ chiều nay, ga đã bán được 44.300 vé trong tổng số 66.200 vé chiều Sài Gòn-Hà Nội. Như vậy, hiện tổng số còn gần 29.000 vé tàu Tết chiều Sài Gòn-Hà Nội vẫn chưa có chủ. Riêng vé tàu Tết từ Sài Gòn đi các ga khu vực miền Trung như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn, Quảng Ngãi các ngày cao điểm đã hết. Với tổng số vé bán ra là 16.700 phiếu đặt thành công qua website www.vétàu.com.vn. Đến ngày hôm nay, việc đặt vé tàu qua mạng tại ga Sài Gòn diễn ra dễ dàng hơn. Được biết, ga Sài Gòn đã loại bỏ khoảng 100.000 tài khoản ảo, đưa vào diện quản lý đặc biệt thêm 8.000 tài khoản có nghi vấn đầu cơ. Trung bình mỗi ngày, cả nước có hơn 30 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông đường bộ chiếm tới hơn 90%. Một trong những nguyên nhân là do nạn nhân không được sơ cấp cứu kịp thời trước khi đến bệnh viện. Việc nâng cao năng lực sơ cấp cứu trong khoảng 15 phút đầu khi xảy ra tai nạn là yếu tố vô cùng quan trọng để giảm thiểu số ca tử vong. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại ở nước ta hiện nay là ở một số tuyến quốc lộ, mặc dù có mạng lưới chốt cấp cứu nhưng lại đang hoạt động kém hiệu quả. Nằm ngay cạnh quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương.
chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông nằm trong khuôn viên của trạm y tế xã này đã được thành lập từ hơn chục năm nay, theo đề án giảm thiểu tai nạn giao thông của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ. Một phòng bệnh không mấy rộng rãi, với những trang thiết bị hết sức sơ sài. Những thứ được trang bị từ lâu thì giờ cũng chẳng còn dùng được. Nạn nhân bị tai nạn giao thông chỉ có 15 phút đầu tiên là thời gian vàng để có cơ hội được cứu sống. 15 phút ấy sẽ bị lãng phí nếu không có những phương tiện sơ cấp cứu cần thiết. Nhưng trong nhiều năm qua, năm cán bộ trạm y tế xã Cộng Hòa vẫn buộc phải tay không bắt giặc. Chốt cấp cứu mà hiện nay đã đủ cái phương tiện chưa thì theo tôi là chưa đủ. Cái thứ nhất là ở đây là bệnh nhân cấp cứu vào là tương đối là đông và có bệnh nhân rất là lạ. Với hơn 20.000 lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày, quốc lộ 5 là một trong những tuyến đường nhức nhối nhất về tai nạn giao thông. Cũng là tuyến quốc lộ có mạng lưới trạm cấp cứu được đánh giá là tương đối hoàn thiện. Nhưng trên thực tế, cả 12 chốt cấp cứu trên tuyến quốc lộ này đều ở trong tình trạng hết sức nghèo nàn. Thậm chí, chốt cấp cứu ở ngã ba Tiền Trung, thành phố Hải Dương chẳng có gì ngoài một chiếc tủ. Dù vậy, từ nhiều năm nay, chị Phượng vẫn nhiệt tình gắn bó với công việc. Trong năm nay đấy, thì là cũng sơ cứu các nữ ca nặng là nhờ taxi, xe ôm người ta hỗ trợ mình cùng mình đi. Còn những ca nhẹ thì mình sơ cứu ở tại đây và người ta ổn định, người ta về. Có một mạng lưới được xây dựng, có những cán bộ nhiệt tình. Nhưng sau chục năm hình thành, đi vào hoạt động, hệ thống chốt sơ cấp cứu trên quốc lộ 5 dường như vẫn chỉ lập ra cho có. Tổ chức sơ cứu thì trang thiết bị dụng cụ sẽ bị tiêu hao đi. Và hiện nay là cái nguồn để bù đắp lại cái tiêu hao trang thiết bị đấy cho cái lực lượng tình nguyện viên các trạm chốt thì rất là khó khăn. Chúng tôi cũng đã liên hệ làm việc với bên ngành y tế, nhưng mà quả thực là ngành y tế cũng chưa có một cái dòng ngân sách hay là một cái mục hoạt động nào để hỗ trợ cái bù đắp cái trang thiết bị tiêu hao này. Mới đây, một dự án an toàn giao thông đường bộ Việt Nam đang được Bộ Y tế kết hợp Bộ Giao thông Vận tải triển khai trên quốc lộ 5 dựa trên 12 chốt sơ cấp cứu được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam xây dựng từ trước. Mục tiêu giảm 10% số ca tử vong như đã đặt ra. Tuy không cao, nhưng cũng khó có thể trở thành hiện thực nếu các chốt sơ cấp cứu này vẫn thiếu thốn đủ thứ như hiện nay. Sơ cấp cứu không đồng nghĩa với sơ sài. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Nhật tung chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc khi chúng đi vào không phận phía trên nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Cận cảnh ngôi nhà dưới cống nơi một cặp vợ chồng người Colombia sinh sống trong suốt 22 năm qua. Mô hình nhà có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau phù hợp với những điều kiện thời tiết và thậm chí là thiên văn học khác nhau. Sau cuộc họp kín diễn ra đêm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không đưa ra được nghị quyết trừng phạt vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên, hành động mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và nhiều nước khác chỉ trích là khiêu khích và vi phạm các nghị quyết của cơ quan này. Sau cuộc họp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ đưa ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vì cho rằng vụ phóng này ngang nhiên vi phạm các nghị quyết 1718 và 1874 của Hội đồng Bảo an. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục các cuộc tham vấn về phản ứng đối với hành động của Triều Tiên và sẽ kiên quyết hành động nếu Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng mới. Theo các nguồn tin ngoại giao phương Tây, Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc muốn Hội đồng Bảo an lần này thông qua một nghị quyết mới lên án Triều Tiên và mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc thông qua một nghị quyết như vậy phụ thuộc rất nhiều vào hai nước ủy viên thường trực có quyền phủ quyết là Trung Quốc và Nga. Trong khi đó, chính phủ Mỹ ngày hôm qua một lần nữa khẳng định lập trường của Mỹ rằng động thái phóng tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một hành động khiêu khích, đồng thời cho biết Mỹ sẽ cố gắng cô lập Triều Tiên bằng cách hợp tác với các đối tác quốc tế và tăng cường gây sức ép đối với Trung Quốc. Đã và vẫn có một con đường cho Triều Tiên chấm dứt sự cô lập, nhưng con đường đó đòi hỏi họ phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình và chấp nhận các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
nhưng họ đã chọn cách không tuân theo con đường đó. Và do vậy, họ sẽ phải chịu hậu quả về điều này. Các quan chức Mỹ cũng đã thừa nhận không phát hiện ra những dấu hiệu của việc phóng tên lửa. Hiện Mỹ đang cố làm rõ liệu Triều Tiên có cố tình cải trang vụ phóng tên lửa của mình hay do cơ quan tình báo Mỹ thiếu sót trong việc dự báo. Tại cuộc đối thoại chiến lược song phương thường niên lần thứ 3 vừa diễn ra ở Manila, các quan chức ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Philippines đã thỏa thuận tăng cường hợp tác huấn luyện quân đội trên lãnh thổ Philippines. Đây là một phần của kế hoạch tăng cường sự hiện diện luân phiên của các tàu chiến, máy bay và nhân lực Mỹ tại khu vực. Theo hãng tin Reuters, cả Mỹ và Philippines đang tìm cách hoạch định một chương trình hành động cho năm 2013 nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh chiến lược. Tại cuộc đối thoại này, hai bên đã trao đổi các vấn đề khu vực và toàn cầu, các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, kinh tế cũng như vấn đề Biển Đông, trong đó có vấn đề tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Manila muốn Washington triển khai thêm quân, máy bay và các vũ khí quân sự hiện đại để giúp Philippines huấn luyện tập trận và cứu hộ thiên tai. Trong bối cảnh Washington tái cam kết cân bằng lại sự tập trung chiến lược đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, việc hợp tác với Philippines thực sự là một trụ cột của chiến lược đó. Từ năm 2002 trở lại đây, Mỹ đã duy trì lực lượng 600 quân đặc nhiệm tại miền Nam Philippines, giúp chính phủ nước này đối phó với các phần tử Hồi giáo cực đoan có vũ trang. Khi vấn đề Biển Đông trở nên căng thẳng, do Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái leo thang, Philippines đã tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ. Mặc dù sau cuộc đối thoại này, Philippines đã có ý nhắn nhủ Bắc Kinh không nên lo ngại về mối quan hệ hợp tác quân sự này, nhưng Manila đồng thời cũng đánh tiếng. Kể cả không có Mỹ, thì Philippines sẽ vẫn giữ vững lập trường của mình trong vấn đề Biển Đông. Vào lúc 11 giờ 6 phút sáng nay theo giờ địa phương, các phi cơ chiến đấu của Nhật Bản đã được lệnh cất cánh sau khi một máy bay của Trung Quốc đi vào không phận phía trên quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết, sau khi phát hiện được máy bay của Trung Quốc đi vào không phận phía trên các hòn đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông, lực lượng phòng không Nhật Bản ngay lập tức đã triển khai các chiến cơ F-15. Ông Fujimura đồng thời lên tiếng phản đối và cho rằng hành động trên của Trung Quốc là cực kỳ tồi tệ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cũng đã ra lệnh cho các bên liên quan trong chính phủ tiếp tục thực hiện hoạt động cảnh báo và giám sát. Trước đó cùng ngày, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản thông báo có 4 tàu hải giám của Trung Quốc tiến vào vùng lãnh thổ tranh chấp và lực lượng này đã lệnh cho các tàu phải rời đi. Hôm nay, 9.000 người Trung Quốc đã tham gia lễ kỷ niệm 75 năm vụ thảm sát và cưỡng hiếp mà lính Nhật từng gây ra ở thành phố Nam Kinh trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật đang căng thẳng. Nhiều năm qua, mặc dù hai quốc gia là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới có quan hệ thương mại và kinh doanh chặt chẽ, nhưng có thể nói, những yếu tố lịch sử vẫn còn gây nhiều gánh nặng cho quan hệ song phương. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại Bảo tàng Thảm sát Nam Kinh với các nghi lễ dâng hoa, gióng chuông và thả chim phóng sinh vì hòa bình. Theo con số thống kê của Trung Quốc, hiện chỉ có dưới 200 người đã trải qua cuộc thảm sát còn sống. Bên cạnh một số người khẳng định sẽ không quên lịch sử và không tha thứ cho quân đội Nhật Bản, thì trong buổi lễ cũng đã xuất hiện một số dấu hiệu về thái độ sẵn sàng hòa giải. Chúng tôi muốn hòa bình giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Điều này tốt cho người dân cả hai nước. Chúng tôi cũng hy vọng người Nhật Bản hiểu rằng nếu có một cuộc chiến tranh xảy ra, thì những nạn nhân đều là dân thường. Buổi lễ tưởng niệm là sự kiện được tổ chức hàng năm ở Nam Kinh. Chúng tôi không tổ chức sự kiện này vì vấn đề tranh chấp đảo Điếu Ngư. Đến nay vẫn có nhiều tranh cãi xung quanh cuộc thảm sát Nam Kinh. Theo thông tin từ phía Trung Quốc, có 300.000 người dân và binh lính đã thiệt mạng trong vụ thảm sát cưỡng bức và hủy hoại kéo dài 6 tuần kể từ khi quân đội Nhật Bản tiến vào Nam Kinh ngày 13 tháng 12 năm 1937. Tuy nhiên, một số học giả nước ngoài cho rằng con số thương vong có thể ít hơn. Lễ kỷ niệm lần thứ 75 diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Trung-Nhật đang xấu đi. Những cuộc biểu tình chống Nhật hồi tháng 8 và 9 nổ ra ở các thành phố lớn tại Trung Quốc, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đô la Mỹ cho các công ty Nhật sau khi Tokyo quốc hữu hóa chuỗi đảo tranh chấp Senkaku Điếu Ngư. Cũng giống như nhiều đô thị trên thế giới, thủ đô Jakarta của Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng nhiều con sông nổi tiếng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhằm giải quyết tình trạng này, giới chức thành phố Jakarta đang cân nhắc sử dụng siêu vi khuẩn để làm sạch các dòng sông. Thủ đô Jakarta đang được coi là nơi tập trung của những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới, với hàng trăm tấn chất thải và hóa chất được đổ trực tiếp ra sông hàng ngày. Đâu đâu ở Jakarta cũng có thể bắt gặp những dòng sông đen, ngập rác thải và nồng nặc mùi hôi thối bốc lên.
các dòng sông ở Jakarta đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, chúng chứa các chất độc hại và có thể khiến nhiều người bị ung thư trong tương lai. Nguồn nước này rất nguy hiểm với trẻ em và phụ nữ mang thai. Để đối phó với tình trạng này, các nhà khoa học Indonesia đã tìm ra một phương pháp mới để làm sạch nguồn nước, đó là sử dụng siêu vi khuẩn. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học Indonesia phát hiện ra những khả năng đặc biệt của siêu vi khuẩn, trong đó có việc lọc nước và biến nước ô nhiễm thành nước sạch. Công nghệ này hứa hẹn sẽ được áp dụng rộng rãi tại Jakarta, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Việc sử dụng công nghệ này vẫn còn khá phức tạp, trong khi đó thì người dân Indonesia vẫn tiếp tục xả thải vào các dòng sông. Và chúng tôi đang lo ngại liệu một giải pháp này có giúp nước ở các dòng sông trở lại được như ban đầu hay không. Mặc dù nhiều công nghệ xanh đã được áp dụng để làm sạch các dòng sông, tuy nhiên giới chức thành phố vẫn kêu gọi người dân không được xả thải, đồng thời đặt ra các quy định xử phạt nặng nếu người dân cố tình vi phạm. Dù căn phòng nhỏ dưới một ống cống ở Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia chỉ rộng chưa đầy 10 m², nhưng đây lại là tổ ấm hạnh phúc của một cặp vợ chồng già. Suốt 22 năm qua, cặp vợ chồng này đã tách khỏi cuộc sống đời thường để vào sống ở thế giới ngầm bên trong chiếc ống cống bỏ hoang. Ông Miguel Restrepo, người từng nghiện ma túy, đã sống trong cống này cùng với vợ và một chú chó trong hơn 20 năm qua. Mặc dù ống cống chỉ rộng khoảng 9 m², cao 1,4 m và cũng không phải là không gian sống thú vị với nhiều người, nhưng họ đã rất cố gắng để sắp xếp toàn bộ đồ đạc, trong đó có bếp, quạt, một cái giường và một chiếc tivi. Vợ chồng ông Restrepo là những người vô gia cư trong thành phố Medellin 2,7 triệu dân, vì thế chính quyền địa phương có thể buộc họ phải ra khỏi ống cống đó bất cứ lúc nào. Tôi thích cuộc sống ở đây, không ai làm phiền tới tôi và tôi cũng không làm phiền tới ai cả. Tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào tôi muốn. Điều chúng tôi lo lắng nhất là cái cống bỏ hoang này thuộc tài sản công của thành phố. Chỉ sợ một ngày nào đó, nhân viên quản lý tới, có lẽ chúng tôi sẽ phải tìm chỗ ở khác. Vào những ngày trời thoáng mát, ông Restrepo lại mở nắp cống cho thông thoáng, còn khi trời nóng bức thì ông sử dụng quạt. Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới Giáng sinh, ông Restrepo rất hạnh phúc và cũng mua cây thông Noel về trang trí trong căn phòng nhỏ của mình. Dù khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng ông Restrepo luôn hy vọng có thể trúng xổ số và đưa vợ cùng con chó của mình đi nghỉ mát tại vùng biển Caribe. Hai kiến trúc sư người Anh vừa nảy ra ý tưởng về một kiểu nhà gập mới lạ, có thể biến thành hình 8 kiểu khác nhau để phù hợp với những điều kiện thời tiết và thậm chí là thiên văn học khác nhau. Với những đặc tính trên, kiểu nhà này kết hợp được mọi ưu điểm của những tòa nhà đơn thuần chỉ dành riêng cho các vùng có khí hậu lạnh hay khí hậu nóng được phát minh trước đây. Theo các tác giả, ngôi nhà mang tính cách mạng của họ được lấy cảm hứng từ công trình của một nhà toán học sống hồi đầu thế kỷ 20, người đã khám phá ra cách phân mảnh một hình vuông và tái sắp xếp các mảnh này để tạo thành một hình tam giác đều. Sự linh hoạt của ngôi nhà cho phép nó thích nghi với mọi điều kiện môi trường, từ mùa đông tới mùa hè, từ ban ngày tới ban đêm, bằng cách dịch chuyển các bộ phận cấu thành bên trong. Thiết kế của ngôi nhà đặc biệt này gồm hai phòng ngủ, một phòng khách mở và một phòng tắm, nhưng nó có thể được điều chỉnh để thỏa mãn mọi nhu cầu của các điều kiện sống khác nhau. Vào mùa hè, phòng ngủ số 1 hướng về phía đông và chứng kiến mặt trời mọc khi chủ nhân của nó thức giấc. Căn phòng này sau đó có thể xoay tròn để người sử dụng liên tục được hưởng ánh sáng mặt trời, trong khi ngôi nhà tự sản sinh năng lượng nhờ được lắp các tấm pin mặt trời. Những bức tường dày và nặng bên ngoài và các bức tường bằng kính bên trong có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Các cửa ra vào cũng có thể trở thành cửa sổ và ngược lại. Hiện hai kiến trúc sư Grunberg và Gibson đã thành lập công ty D-House để biến ý tưởng về ngôi nhà biến đổi hình dạng theo mùa thành hiện thực. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày 13 tháng 12 năm 2012 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.